Bình thường á, mọi người mua ly cà phê xong mọi người sẽ xin thêm một cái bịch ni lông có cái quai để cầm mang đi đúng không? Cũng tiện đó, nhưng mà mỗi tội là nước đá nó màu tàn, uống mất ngon, với lại nó phát sinh thêm nhiều rác nhựa ra môi trường. Sao không thử xài cái ly mới như này nè, mua cà phê hay nước ép thì bỏ vào đây luôn, giữ lạnh 9-10 tiếng vô tư. Có thêm cái quai xách rất là tiện, sáng đi làm thì máng trên xe ok luôn nha. Ly giữ nhiệt này có hai nắp, nắp trên đậy nước rất là kín, lắc đủ kiểu cũng không sợ đổ nước ra ngoài. Phần miệng thì được vác nhẹ như thế này để có thể uống trực tiếp mà không cần ống hút nha. Nắp dưới thì giúp giữ đá hoặc là sát trà lại nè. Bên trong là inox 304 được làm rất là chỉnh chu. Ly của Lock & Lock không làm mình thất vọng, độ hoàn thiện rất tốt. Dung tích là 540ml nha mọi người. Mẫu này thì có thêm một loại bình có sẵn ống hút luôn nè, xài ở văn phòng làm việc rất là tiện nha. Đương nhiên xài cái ly này thì phải tốn công rửa rồi, nhưng rửa cũng nhanh nha. Rửa mất khoảng 1 phút, nhưng bù lại mình có một cái ly vừa đẹp vừa xịn sò, giữ nhiệt tốt mà lại giúp hạn chế rác ra môi trường thì ok đúng không? Nên múc nha mọi người.